Hello mọi người, dạo gần đây thì Trên vẫn nhận rất là nhiều những cái câu hỏi là Trên ơi, anh có nên đợi thêm một vài năm nữa để mà mua nhà cho thuê hay như thế nào không? Đây có phải là thời điểm? Thật ra rất nhiều video Trên đã chia sẻ rồi, cái thời điểm mà đi mua nhà đầu tư đồ này kia đó, nó giống như cái thời điểm mình đi shopping. Khi nào mình đi shopping? Nó không phải là cái thời điểm để đi shopping, nhưng mà cái món hàng hay là cái nhà đó nó có good deal hay là không để mình sẵn sàng quyết định đi mua. Hiểu không mọi người? Giống như mình đi, bây giờ mình muốn đi shopping, mua xe, mua áo quần, mua jewelry, mua đủ thứ cái hết trơn á, thì khi mình đi vào một cái shopping mall á thì mình không có nói là đây có phải là cái thời điểm tôi nên mua không, nhưng mà mình phải hỏi là cái món đồ mà tôi cần mua đó nó có on sale hay là không, đúng không? So again, nó không phải là cái thời điểm mà là cái deal đó, cái nhà đó, cái món hàng mà mình mua đó nó có good deal cho mình hay không. Thì thực ra nếu mà Trên có tiền Trên vẫn mua. Tại sao? Mọi người để ý cái phần này nè. Khách hàng của Trên mới vừa mua một căn tại Florida. Thì cái nhà đó được định giá tại vì Trên làm cái loan nó xuyên suốt từ A tới Z luôn, nên Trên rất là hiểu và biết luôn cái property đó ha. Cái nhà đó được định giá khi mà lender đưa người xuống, đưa appraiser tới, order appraiser tới, thì cái nhà định giá là 318 ngàn. Được chưa? 318 ngàn, nhưng mà anh chị này mua chỉ với cái giá là 260 ngàn. Sao bây giờ lấy 318 trừ cho 260, right away họ đã lời 58 ngàn. Vậy thì trong 58 ngàn đó mình xoay sở làm sao? Mình vay tiền down xuống 25% và mình lấy cái 58 ngàn right away đó, coi như mình tính toán cho nó thông thả tí đi. Ví dụ như là mình đóng tiền monthly payment, tiền thuế, tiền bảo hiểm, tiền lời, tiền vốn, là mình dùng cái tiền rent, người tenant, người đi mướn đó, trả cho cái tiền mua kịch của mình cả bốn cái number luôn, PITI, lời, tiền vốn, tiền bảo hiểm và tiền thuế luôn cho mình rồi. Đó là cái phần thứ nhất. Thứ hai nữa là cái ngay cái khu đó, cái nhà trị giá 318 ngàn thì ít nhất cho thuê cũng được 2.500 đó. Thì nói chung là khi mà mọi người hỏi về lãi lãi suất cao như vậy đó, thì mọi người chỉ thấy được cái chi phí của cái transaction mà mình sẽ involve vào. Mọi người chỉ thấy được cái mindset rất là quan trọng, và cái thông tin mình có đủ hay là không rất là quan trọng. Một người khi mà mua một căn nhà đã lời ngay tức thì trong vòng 30 ngày close cái loan đó thì là đã lời 58 ngàn. Trong cái 58 ngàn đó, ê, mình có trừ bao nhiêu tiền lời trong vòng vài năm, 2-3 năm sau mà nó có refinance được, mình refinance chứ. Thời thế nó, kinh tế nó ổn định lại thì mình refinance thôi. Ví dụ như thế. Rồi thứ hai nữa là cái gì? Cái tiền rent của người tenant sẽ dùng để trả cho cái tiền mortgage payment của mình. Tại sao mình phải lo nhiều quá như vậy? Đúng đúng không? So, là cái ý kiến cá nhân của Trần. Thì Trần thấy rằng là nhà 318 định giá trên thị trường mà bây giờ mình mua chỉ được 260 thôi, quá perfect. Trên là cái người đi làm ăn và trên rất là thông thoáng trong việc đó. Nếu mà mình tính quá đó, tính kỹ quá đó mọi người, thì mình sẽ không làm được cái gì hết trơn á. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại là sao? Nếu mọi người chưa có đủ kinh nghiệm, nhớ hai điều mà trên dặn phải tính toán. Cái người mà họ biết việc, biết họ những việc mà họ làm một cách rất là kỹ càng và chu đáo, họ đã được rèn giũa qua rất là nhiều cái thời gian rồi, nó khác. Và cái người họ cũng có tiền kha khá rồi, nó khác. Những người đó họ đi làm ăn, họ sẽ khác với những người như thế này nè. Ít tiền, mình ít tiền mình phải tính, đúng không? Rồi thứ hai nữa, mình ít kinh nghiệm, mình mới chân ướt chân ráo, mình nghe video hay là mình đọc sách hay là mình cái gì đó, mình nghe người ta nói ồ, đầu tư nhà cho thuê đi, mình thấy ok, nhưng mà bản thân của mình vừa ít tiền hoặc là hoặc cùng với vừa ít kinh nghiệm thì bắt đầu mình hơi lo, mình làm gì mình cũng lo hết trơn á. Nên thực sự khi mà trên chia sẻ những cái điều này, nó mang cái tính chất rất là cá nhân, và nó cá nhân trong cái sức tài chính của mỗi người và cá nhân trong cái kinh nghiệm của mỗi người nó cũng khác nhau, và cái sự hiểu biết hoặc những cái thông tin gì anh chị em đang có nó cũng khác nhau. So mọi người chỉ nghe, tham khảo và có những cái quyết định đúng đắn trên cái con đường quản lý tài chính và đầu tư cho riêng cá nhân của mình, cuộc đời của mình và gia đình của mình nha. Phải quyết định sáng suốt, ok? So nếu mà mọi người có bất kỳ cái question nào mà trên có trong cái khả năng của trên á, cứ inbox cho bên trên nhé. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là nếu mà mọi người cũng có tiền một chút đó, vài trăm ngàn, ví dụ như là vài chục ngàn cũng vậy, hoặc là không có gì hết cũng vậy, nhưng nếu có một cái ý định là sẽ
tham khảo và tìm hiểu cái việc là kiếm tiền bằng cái bất động sản tại Mỹ đó, thì mọi người nên tham khảo cái cuốn sách của Ben Chen, là cuốn sách Cách kiếm tiền tại Mỹ với đòn bẩy tài chính, Money Leverage. Ok, thì mọi người có thể vào trong cái khang lendingteam.com để mọi người xem qua cái nội dung cũng như là order. Chen recommend không có nghe một cái video vài phút thôi và xuống tiền right away. Tất cả mọi cái gì mình làm nó sẽ tốn công sức nè, tốn thời gian nè, tốn tiền bạc của mình. Mình phải chấp nhận, đã đi ra làm ăn và đầu tư phải chấp nhận ba cái điều đó: công sức, thời gian và tiền bạc. Ba cái mình sẽ mất. Và những cái mà mình bỏ ra như vậy, một là nó mất, nó đi luôn. Hai là nó sẽ trở về double, triple, gấp đôi, gấp ba, hoặc là gấp ngàn lần hơn, là do cái đầu của mình, do cái thông tin gì mình có, sự hiểu biết của mình ở đâu, kinh nghiệm mình như thế nào, sự áp dụng và sự vận dụng và cái trực giác của mình, cái linh cảm của mình như thế nào. Tất cả mọi thứ nó phải hội tụ lại đủ để tạo nên cho mình có một cái sự thành công trong cái thị trường bất động sản. Nhớ nha, sau mọi người tham khảo cuốn sách đó, và nếu mà có bất kỳ câu hỏi gì trả lời được trong chuyên môn của Chen, Chen sẵn sàng. Còn nếu Chen không có trả lời được thì Chen sẽ giới thiệu cho luật sư, attorney hay bất kỳ anh chị em nào khác đủ chuyên môn và đủ trình độ để mà giúp đỡ cho anh chị em. Ok, bye.